Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video chiều nay ha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị hồi nãy giờ hại bà cái chuyện động chợ quý cô chú anh chị. Nó nói giờ nó còn có 7.000 bạc à, bây giờ nó định quá chiều nay là không có ai á, nó định kêu lái vô. Định kêu lái. Nữa ông nội gặp ông nội nhiều nữa. Giờ thằng Hải á, nó bàn cái chuyện này á, động chờ, nó nói giờ nó còn 7.000 bạc à. Bây giờ sao sống tới cuối tháng được nữa. Nó nói á, chiều chiều gình á, không có ai hết, nó kêu lái vô, coi ra cặp gồng này chứ. Nó bàn chuyện động chờ luôn à. Không biết con cặp gồng mà. Bây giờ kêu lái vô, nó nói giờ giá chiều chiều canh canh gì hết rồi á, nó kêu lái vô đây coi cái định giá bao nhiêu. Quá tai luôn. Bây giờ ở đây có lính triều đình á, đang trước lính triều đình nè. Ồ, chị Hương với Dương An thì mới lên luôn á quý cô chú anh chị. À ủa sao chị buổi chiều còn lên nữa. Từ á, sớm nhà nó bù bốn giờ. Trời ơi. Trời ơi. Chiều. Chiều rồi, thôi thôi gì ở dưới luôn đi cho khỏe. Trời ơi. Trời ơi, xin người ta lên là ta lên buổi trưa hả, buổi sáng luôn. Rồi. Trời ơi, tới chiều mới lên, chị lên đây cái gì dọn dẹp cái gì về rồi. Mất công không? Không biết gì luôn á. Giờ 4 giờ mấy. Rồi à. Cái này ta gọi là kêu cái tội là còn ra là mà biết mà không nói là gọi là bao che nè. Biết mà không báo nè. Bao che. Mấy vụ rồi đó, mấy vụ lớn lớn là nó biết mà không báo là ấy đó. Rồi bây giờ thì anh Ngọc thì anh đảm nhiệm cái đó ha. Nó mộ luôn chứ còn gì nữa chị, 4 giờ mấy rồi. Bạn đi rồi. 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 Đi nó bào. Nó bào chưa? Có clip. Đây. Để đợi ông nó đói. Còn 7.000 rồi bứng 2.000 vòng ra. Rồi kêu lái. Rồi. 7.000 bạc rồi tao sống hết tháng. Ở đây đâu tốn tiền ăn đâu. Rồi, đậu đây sáng ra thì có đầy sáng còn năm có cà phê. Rồi trưa thì có cơm. Có trái cây, nhiều có trái cây. Xe thì mình đổ bình xăng mình chạy vài ngày. Bây giờ mình đừng có đổ xăng, mình cứ đẩy nó đi, đừng có đẩy. Đẩy. Xe mình chắc. Nè găng mà. Bây giờ còn có 7.000 kìa, anh tính sao? Mình cứ dắt bộ đi khỏi đốt xăng. Còn theo anh còn kẹp có theo lụm lon. Lon giờ không có lon để lụm. Sao mà không đánh với số mà mới tính ra mà. Cậu ơi, cái cây đốt đi rồi ta. Sao sống hết tháng. Rồi mình đào ngoài. Làm phiến trước. Rồi bây giờ mình đặt chân máy xuống ha. Rồi mình đó còn mình quay. Không có mày sợ. Thôi thôi.
nó còn nói thiệt là được phước phải không? Thì là được phước rồi, cái chắc được phước rồi, cái chắc rồi. À, chào mến chào cô chú anh chị nha. Vì hôm nay là ngày 6 tháng 11. Ngày khi á? Ngày ngày anh nói ngày ngày 6 tháng 11 hả? Không phải. Hôm nay là tháng 11 ngày 6 rồi. Đó. Cái khăn ướt của thằng là bên ngoài chú ha. Khăn ướt mà làm nó dễ lắm, không cần khăn khô. Đâu bên trong bên ngoài đâu rồi, đâu bên trong. Tưởng là bữa nay là có mình em luôn chứ Ngọc chứ Thái Bùi. Sao tự nhiên cái chiều cái lên anh lên. Mà. Ở ngoài đâu rồi? Mình đâu bỏ mà cậu đâu mọi người. Tại vì mình bận gì cũng liên kịp chứ. Đánh mình chạy vô liền à. Ở nhà chạy vô liền à. Vừa tắm mình chưa được. Ở nhà chịu có đổi nha. Đúng rồi, ngộ thì chứ. Từ nhà đòi em chạy lên đi. Mình đâu phút nhiều. Đó thì giờ lên đây có lòng. Chạy lên tiếng mà đi còn lại đi đâu. Phải lên. Phải lên không? Ờ. Khổ quá đi thôi. Thôi đừng than nữa Hải ơi. Thảm lắm. Coi lại cái đít bất cười 15 mét quá. Lúc anh mới bừng chén là anh ầm một cái với mày. Tôi coi cái đít bất cười quá. Em ầm cái ầm cái anh cũng vậy. Trời ơi, mới giờ ầm cái lẩu, cái lẩu đem ra. Mà lúc đó thấy nó mưa trước tầm nửa tiếng là mình chỉ không ngồi được luôn á. Mới có miếng hà món khai vị à. Mà ào tới. Ở đây chưa có ăn khai vị luôn á, mới có cái đó mình. Bên đây là khai vị rồi, bên đây là chiếc thuyền Trung Quốc rồi á. Này mới có bút cái rong biển nè, mới cầm lên rong biển, biển là đầu tới chuyện rồi. Rong biển là chị, rong biển là chị là món thứ hai đó. Ở đây chị mới nó đem ra rong biển trước. À, cái gì? Có món mật. Ừ, đúng rồi. Dạ vậy mình mới ăn được hai bạn. Nãy mới điện chị Thanh Loan hỏi chị đang đếm tiền hay vậy? Bà nói chị đang chạy ngoài đường hay? Chạy lâu rồi hả? Tại chị bỏ vô thôi đúng không? Nói không con nè. Rồi tụi con lúc nhỏ tới lớn đến đi lấy vợ thì không có lo. Khổ lắm à. Cái lúc mà còn nhỏ lo thêm lớn tí xíu nữa là càng lo nữa. Giờ tôi thấy đó là cậu Minh có lo lớn gái đó, còn cậu Minh chưa có kìa. Chưa có vốn luôn nè. Cái này rồi nó nêu. Chị nhớ bên này để bên nào không? Cái này đứa nào lấy không biết nữa. Cái này là chị nhớ bên trái bên phải. Bên kia à? Ừ, bên trái phải là trên đầu trên trên dưới chân nữa nha. Nó có bốn góc nó đàng hoàng đó, chị nhớ không? Bắt đầu rồi đó. Nghe là nếu chị kiếm bên trái bên phải. Tôi đâu có nghe lời nó đâu. Nghe cái xanh đâu. Ok xong rồi. Ok hả? Có mấy anh em ở nhà đều có anh Tiêu. Hai chị đồng hai. Nói chung là hôm nay một cầu nó cũng làm nhanh. Nếu không có mưa, mưa tới văng lên vô lắm mọi người. Không mưa làm rất là nhanh mọi người. Cái tay kỳ mà nhớ coi cái rạp của mình. Thì anh em mình đêm hoa dài. Vừa cái tập lớn qua tập nhỏ nhá không. Hoa rồi bắt đầu là hình mới cực. Thì đó mới cực rồi lấy mỗi ngày nữa mình lấy cái bao nhiêu lông mình bỏ vô rồi mình xếp bao nhiêu lông lại rồi. Mưa đó là mình đã tắt đi rồi.
kia đỡ không đâu bạn ơi. Mà vui, hồi đó vui. Hồi đó vui hết. Hồi đó đâu có cái gì đâu. Hồi đó đâu có hồ cằn đâu. Hồi đó chưa có hồ cằn. Không có điện nữa. Làm đi nó cực không lại vô. Sáng vô làm gì nữa nhau. Còn ngủ một giờ. Đó xong rồi ha anh em mình tạo đèn ấy hết, bây giờ mình tới qua mình lau mộ hả. Tao hồi đó là em với Niu quyêu quyêu khủng luôn á. Nhưng mà nhà thương người ta chưa có view, người ta cũng chưa có dành. Bây giờ là bây giờ người ta có view á, đầu ta bắt cạnh tranh, người view ít người view nhiều. Đó em với Niu quyêu khủng luôn. Em với Niu Minh có cạnh tranh đâu. Cạnh tranh gì đâu. Chứ em với Niu đang cơm, em là Niu Minh đang cơm này chiều chiều chung hiểu không? Cứ là anh Niu cúng, em cúng, Niu cúng, em cúng. Có ai nói năng gì đâu. Đang cơm, cái cơm chứ nó bán cái kia nè. Buổi chiều đi về. Lại cam mình không ganh tị, lại nó không ganh tị à. Lại cam cẩn thận. Mà đó vui mà mình làm cực cực chứ mình vui. Chiều là mình hết biết mệt à. Mà đó cực hơn giờ nhiều chứ giờ có cực gì mấy đâu chị, giờ chỉ có lao gì thôi, có gì đâu. Lao quá trời nó đơn giản. Lao nhanh đúng không? Bây giờ đơn giản á. Vừa là mình phải đem cái hàng kho vô sắt con kia bên này nó cắn không? Lao có vậy thôi, có gì đâu. Hồi đó nó bực. Giờ mới biết hết rồi. Ai ở dưới nhà cậu nha, có sợi dây điện, có một cỡ chục con bồ câu nó bung suốt nó luôn, nó bay đi luôn nha. Một cái sợi dây điện ngang đường nha. Có rằng một chục con bồ câu tôi giết nó luôn á, bởi vì bữa đêm nãy bà là cao xuống bay. Bồ câu đây cũng bay chứ cậu với đậu suốt luôn. Cái dòng hai miếng xa xa em cho nó bay vô á, em đứng ngồi đừng ấy. Em cho nó bay vô. Bay vô cái rồi biết đâu em bay cho cao mà. Đúng rồi, bắn cạch ra chạy cạch. Ở dưới nhà cậu lấy cam coi đâu có ngoài đường không chứ đâu ở dưới nhà coi được. Chạy vô ngồi quay cảnh bên ngoài thôi, quay chứ ngồi chỉ coi cái đường đi thôi. Bài láng chán, bài láng chán nó chém vô nhà ta không tả đường, đâu có bự mấy đâu. Bay được mà. Bay được mà, nó thành cá đâu. Cảm ứng nó, mình cho nó né. Né mặt cản. Nó cản được mà. Nó cản nó né. Nó tài. Nó không có lúc đó. Nó không minh thiệt. Nó từ bay về mà đâu bắt đâu, người chưa kia biết chứ là vừa chị bấm lên là chị bấm định vị là nó từ bay về. Nó từ bay về đi chỗ cũ luôn. Mấy cái cây quay được chị. Chị hai lấy cái dây ướt lau dĩa này luôn. Đó, chị không còn bao lâu nữa đâu, ở nhà chị lo cũng yên đó hả. Tại vì cái sự kiện này nó cũng gần kết thúc rồi. Cả năm rồi đó. Tại vô cầu bắt đầu năm cho nên nếu như mà nó qua năm nó bắn tại cầu bắt là tháng 3. Bây giờ bắn tháng 11 cho nên là bắn còn trong năm nè. Phải còn bắt là giữa năm hay cuối năm thì nó qua năm cảm thấy nó dài. Còn 2 tháng nữa là chắc không? Không, bắn tới Tết á, nó về chưa bắn tới Tết. Nó chắc chuẩn bị của chị lâu chứ. Xong rồi thì ở mẫu chú thì về gần về mẫu chú lại nữa. Lúc đó bà cô bác xem ở trên mẫu nhiều. Đó. Mà biết cái đêm mộ bây giờ gì đó hết rồi. Cái đó nó hot hơn. Cái đêm mộ cậu trong vòng có tháng mấy 2 tháng nữa là kết thúc à. Cái bữa nhớ em nói à, em nói trước mà em nói trong vòng 2 đến 3 tháng là dưới mộ của chị không lon thì ổn. Dưới nhà sẽ lon. Dưới nhà của chị không lon là sẽ kết thúc cái vụ án. Mà mới vừa nói lại quay 1 2 ngày sau rồi nó cái sự việc nó cũng hơi gõ tí xíu rồi đó. Gõ hả? Ừ. Nó cũng chuẩn bị điện nó mới vừa nói xong chứ bữa đi với anh Kim Tử Long đó. Nó gõ gõ hả? Bữa qua cái Vy nói với anh Kim Tử Long đó. Anh Kim Tử Long còn nói chuyện nào xong nữa. Kim Tử Long hỏi em á. Điện nói thì vòng 2 3 tháng thôi. Điện biết à. Kim Tử Long còn nói là sao mà cái vụ này nó kỳ quá. Cứ là đưa ra luật sư nào tòa án nào nó cũng bác nên hết, không còn nói kỳ nữa mà lúc mà ăn cơm chay trong cái nhà hàng chay đó, trong cái chùa nhà hàng chay trong chùa gì đó, anh em đi quy đó. Sáng anh không dắt mà kia đi đâu rồi anh không? Nhà cha Phong trước kia đúng không? Hả? Nhà trước kia đúng không?
cái xin lỗi tới đúng không? Ừ, đúng rồi. Biết sao không? Đó. Hôm trước tôi đi ngang cái bạn này, hỏi biết cái thằng YouTube lớn nhất ở đây không? Con nào? Trời ơi, nó quay dữ lắm, nó quay một năm rồi. Ai rồi? Mình biết một cậu ai dữ. Cái bà đưa kênh ra coi trời, ông nội ông Phong. Bác chỉ nhà cho thằng xin lỗi kia. Dữ lắm hả? Ừ. Bác bà quá cà phê. Bác chị nó dữ lắm. Anh đang đổ chỗ nào? Sao nó sáng đường ra chết lâu hả? Này là 23 rồi. Con cá cây kìa. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2023. 36 tuổi của kênh YouTube Di Minh Vlog. Thắp nén hương tình nghĩa các vị các ngài tổ thần ông mẫu tổ địa đại đại chủ dịch thành hoàng bộ cảnh thành hoàng pháp thiên trang của chúng trước cũng như chức mẫu ngày nghỉ của chúa linh ông tinh thần giỏi nhân ngoan có pháp danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 bỏ mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm quý mão 36 tuổi. Hôm nay là buổi chiều thắp nén hương tất cả ông mẫu của bạn thân thân cầu nguyện cho chú được giải sanh về miền cực lạc, chúng tôi nhất là những thằng đồng bộ của đệ đến đây chỉ nhận thằng hoàng một tỉnh long thần hơi pháp và những trang quay viên bình dương chứng nhận được tấm lòng của chúng tôi. Ngọc quét với lao riết ba chỗ này mà nếu bóng thấy hình hình luôn là thành chết quả. Chị biết cái miếng đất trống là của ai không? Thôi thôi nữa. Ngọc, anh biết miếng đất trống này của ai không? Ngọc lắc đầu luôn. Cái vụ cái miếng đất trống này cũng nhiều cái sự tranh cãi lắm đó. Thôi bây giờ thì Duy Minh cũng xin thắp hương ha. Thắp hương cho xung quanh các mộ. À còn à, đây nè, đến khi mà à, cái sự việc mà bên chị Hồng Loan á mà xong á là cái lúc đó là cô Diệu Hiền đó. Cô Diệu Hiền cô sẽ tiết lộ một sự thật rất là động trời luôn. Thiệt. Cô lên cô nói mà. Sao nó nghiêm trọng yếu bệnh. Đã mà nói là chính xác đó. Đếm bây giờ nó đếm rồi rồi đó. Đếm. Không kêu một cây mà không yếu một cây. Vừa đủ thôi. Bây giờ em chưa được nhang nhà mọi người. Đó chưa, đó chưa. Lấy thêm 3 cây nữa. Tức là cái vụ việc không có ai mà biết rằng cái vụ việc của chú Vũ Linh bằng cô Diệu Hiền. Tại lúc cô Diệu Hiền cô chúc chú đi theo cô từ hồi thanh niên hả? Cô nhiều lắm, rất là rõ. Cái câu chuyện hồi lúc mà chú Vũ Linh lúc mà 15 tuổi, cái này thì nó hơi nhạy cảm thôi, không nói. Cái câu chuyện mà cô kể hay lắm á. Cái thời mà chú mà gặp một cái người đầu tiên á, là cái người đó mà bắt chú phải mang gánh cái bầu thai đó đó, là cũng như là bị cái bà kia. Cái bà đó, cái bà người yêu ngày xưa của chú đó là người đó lớn tuổi hơn chú rồi. Đó, giống như là kiểu như là gọi là giống trong phim gì hả? Giống như trong phim gì đó. Chú còn nhỏ nhưng mà chú đó lúc đó là chú hát hay. Chú mới hát à. Hát hay là bà đó kiểu như bà thích chú Linh. Nhưng mà rất là thích cái lỡ mà chú không thương thì sao? Là phải lấy cái đó ra để mình ấy đúng không? Anh... lúc đó chú còn nhỏ 15 tuổi hồi đó nhỏ xíu chứ đâu có lớn mà người ta chơi sao bỏ bậy bạ ai nó nói rồi mà nói vậy được rồi nói vậy hiểu được rồi ha hiểu được rồi còn người ta gài sau này đòi chú phải chịu trách nhiệm về cái đó một ai đó nhưng mà cô Diệu Hiền cô biết gì cản liền hả cản chứ là không được, cô là không có chấp nhận. Đó. Tại vì là chú còn nhỏ quá. Đó.
Thì tới nữa là xong cái vụ việc này là cô Diệu Hiền cô sẽ tiết lộ nhiều cái bí mật lắm quý cô chú vị. Nam mô Di Phật. Nhiều cái bí mật mà có thể rằng là bà con cô bác và cả bên gia đình luôn cũng nhiều người chưa biết luôn á quý cô chú anh chị, thật sự luôn á. Nhưng mà khi mà cô Diệu Hiền cô tiết lộ ra rồi á thì đến cái lúc mà phải đợi cho cái thời gian nó im lắng là cái vụ này, cái vụ mà cô Sáu với chị Hồng Loan á, rồi cô mới chịu là tiết lộ ra đó. Nam mô gì đó Phật. Vì mình nghĩ rằng còn có nhiều cái câu chuyện mà hay lắm quý chú chị mà mình chưa có khai thác hết được, phải nói là chưa có tìm hiểu hết của chú. Nam mô gì đó Phật. Giống như là cái câu chuyện của cái cô hôm trước đó, hôm qua đó quý vị chị đến đây nó chia sẻ về cái Nam mô Phật, cái câu chuyện của chị của cô là được chú Vũ Linh tặng cho căn nhà đó. Nam mô Phật. Thì những cái câu chuyện mà ý nghĩa giống như thời cổ tích vậy đó, làm mà không cần ai biết quý vị chị. Nam mô a di đà Phật. Đến khi người ta biết rồi á là đó mới là những cái người mà đáng trân trọng, đáng quý đó, và giúp bằng cái tâm. Nam mô A Di Đà Phật, tâm lành. Cho nên anh em mình cũng phải gắng học hỏi theo chú Vũ Linh, và cũng đi đâu thì cũng quay clip thì cũng hồi hướng công đức cho chú, đừng là cho chú được cái phúc đức. Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì anh em của mình á cũng nhờ chú mà anh em mình được là cô bác biết đến nè, cô bác ủng hộ nè, thậm chí cô bác còn cho tiền anh em mình, rồi gỡ anh em mình cúng những cái mâm cơm cho tất cả chú thì cũng nói rồi tất cả các hương linh ở đây nè cũng được hưởng ké nữa nè, rồi bà con cô bác đến đây thắp một nén hương, rồi niệm sáu chữ Di Đà thì được các chư vị ở đây Nam mô A Di Đà Phật cũng nghe và cũng học theo quý anh chị. Niệm sáu chữ Di Đà tiêu ta chướng nghiệp đó, thì thấy nó đơn giản nhưng mà thật chắc không phải vậy đâu quý quý anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là đạo diễn Lê Văn, cô Phụng Thanh là hai vợ chồng đó, đạo diễn điện ảnh. Còn đây là chú Vũ, chú Thanh Sang. Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh em mình chia cánh ra, anh Niêu thì anh bên Bắc Ngộ từ bên đó qua, còn Diệu Minh thì khu nghệ sĩ này. Nam mô A Di Đà Phật. Mong sao mơ mốt mấy ông độ cho con ha, quay chia sẻ ở đây được bà con cô bác yêu quý vào xem ủng hộ thì con ở đây dán lo cho mấy ông. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nói chung không kiếm cơm được cũng kiếm được chút cháo của bà con cô bác cũng cho, thì anh em mình cũng rất là cảm ơn bà con cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Xem kênh ủng hộ nè, nhấn like đăng ký và xem quảng cáo Di Minh. Đó là bà con cô bác xem video á, không có xem quảng cáo đó, tụi con không có tiền đâu, tụi con chỉ tiền là do cái quảng cáo đó. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cái video á là mình không có được tiền nha bà con, mình xem không được tiền nha. Quảng cáo là những cái quảng cáo mở lên đó là bà con đang xem đó, là những cái quảng cáo đó là có tiền. Nam mô A Di Đà Phật. Giống như là một nhà quảng cáo cái công ty nào đó liên danh đến là YouTube đó, nhà quảng cáo đó đăng ký. Nam mô A Di Đà Phật. Đăng ký trên YouTube đó, rồi YouTube nó mới trả tiền lại cho mấy anh em mình. Nam mô A Di Đà Phật. Khi mà hiển thị cái quảng cáo nó lên, quảng cáo như một cái sản phẩm nào đó quý cô chú anh chị mà phù hợp. Nam mô A Di Đà Phật. Phù hợp với nội dung video nè đó, thì người ta sẽ lựa chọn những quảng cáo đó ta chèn vô video của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái hệ thống tự nhiên của bên YouTube ha quý chú anh chị. Đây là chú Thanh Sơn nè, nhạc sĩ Huynh Sử nè. Thì mong rằng các ông, các chú, các bác, các cô, các vị, các chư vị ở đây cũng gia hộ độ cho tụi con ha. Ngày nào thì còn ở đây thì tụi con cũng thắp hương cho mấy ông, mấy bà ở đây, các nghệ sĩ ở đây. Nam mô A Di Đà Phật. Thì lời nói của Di Minh nói ra thì không phải là có thật sự quý anh chị,
khi mình đã nói ra rồi á, là mình sẽ cố gắng làm cho nó tròn, chứ không phải là nói ra để cho có cái clip rồi xong rồi Nam Mô A Di Đà Phật rồi bỏ. Nó nói ra vậy ai nói không được, nhưng mà nói ra vài vài ba lần á, nó tên nó một hai lần thôi thì người ta sẽ không có tin tưởng nữa quý cô chú anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên là tuy là Di Minh ở đây không có view đó, bây giờ thì cũng giảm ít bà con cô bác gỡ cúng rồi đó, thì ở đây thì anh em mình chia sẻ, ai gỡ cúng thì mình cúng thôi đó, còn không có thì mình hấp cháo quý chú chị, hấp cháo đỡ, hết cơm thì hấp cháo, còn bồ câu thì đi hết rồi, hết thóc thì bồ câu bay thì còn mấy bồ câu quèn ở đây thôi, anh em mình cũng còn cái tình cái nghĩa đó, Nam Mô và cái tình cái nghĩa để trả cho chú, trả khi nào mà đến cái thời gian nào mà cảm thấy hết tình hết nghĩa hết duyên đó, thì mới đi, đi thì cũng trở lại cũng lâu lâu cũng phải nhớ chứ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý cô chú anh chị, ủa sao tiền ơi sao mình ai bấm tắt rồi bấm quay lại hả ta? Ủa nãy có ai bấm tắt video không ta, mà tự nhiên giờ còn có 5 phút rồi ta? Ai bấm tắt video, bấm tắt rồi bấm mở lại hay sao hả? Hồi nãy là mười mấy phút rồi, là anh Trúc anh Cấm Hương là mười mấy phút, anh Đốc Phương là mười mấy phút rồi đó, cấm đây nè 17-18 phút. Ờ thì lúc này anh cấm ở đây là còn nhảy, mà giờ sao hiện lên có 6 phút rồi. Chắc là có ai bấm tắt không? Chị như là bấm tắt rồi bấm lại nè, mới 6 phút. Nãy em để xuống đây nè là em thấy là 17 phút mấy. Được, em rút nha. Được rồi. Thì nó bắn luôn 17 lúc đó chút xíu phải ấy lợi, mà em đâu có bấm tắt rồi quay lại đâu, mà sao giờ nó nói 6 phút mấy. Cái này lạ ha, lâu lâu cũng có lạ lạ một cái. À, bà con cô bác ha, để Duy Minh quay rồi chụp hình đàng hoàng coi coi sáng mà sơ dịch cái nào là hải bồi nha, lái vô mà có nhúc nhích ra quay cận cảnh dưới đây nè, tại coi mai mà có nhúc nhích cái cục gạch này nó giờ đi hay là ấy là cũng phải là điện hải bồi vô gấp nó. Hải bồi nó than thấy cũng tội nghiệp, nó nói giờ con có 7 ngàn làm sao sống hết tháng được. Chắc đợi cho mấy anh đi về sớm rồi. Em ở đây mình kêu lái vô quá, họ kêu lái làm gì? Ginh cặp gồng cả. Hồi đó. Cặp gồng tôi đưa vô cực khổ, mà biết bao nhiêu sóng gió cặp lăn cặp gồng này nữa mà em đưa ra cái là xong cục kẹo luôn. Thôi. Ban ngày quý cô chú anh chị ơi, video buổi chiều nay thì Duy Minh cũng xin kết thúc tại đây ha. Mà thì cũng xin chúc bà con cô bác gần xa trong mọi nước thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha, đầu tuần thật là nhiều sức khỏe bà con. Nếu bà con cô bác yêu quý Duy Minh thì nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha. Lần này thì cái đề xuất cũng không có bằng, thì cái lúa thóc thì hết rồi quý chú anh chị ơi, chỉ còn chút cơm chút cháo, thì mong bà con cô bác cũng nhấn like cũng như đăng ký chia sẻ video dùm Duy Minh ha. Giờ là mấy anh em kìa, thấy tội nghiệp không? Ngồi buồn cắn móng tay, cắn xong rồi là cắn móng chân, cắn xong rồi lòng thấy lăn lăn. Hoài mạnh. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con ha. Chúc bà con thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ngày đầu tuần.